Chào các bạn, trở lại với kênh YouTube của Lâm Viên. Sáng nay giới sân khấu cải lương đã nhận thêm một tin buồn nữa, đó là cha đẻ của bài ca dòng cổ Chuyến xe Tinh Linh, tác giả Thanh Hiền đã chia tay với chúng ta ở tuổi 78. Tác giả Thanh Hiền là một trong những tác giả khá là nổi tiếng trước đây với nhiều cái bài ca cổ khác, giống như là Bông Điệp Đỏ, Bông Điệp Sài Gòn, Tình Chị Trong Đôi Chiếu Định Yên, bài ca Lan Trắng, bài ca nhiều bài ca khác nữa, và khoảng ông sáng tác khoảng 20 kịch bản cải lương. Tuy nhiên là cái kịch bản cải lương thì nó không có được phổ biến cho tới giờ phút này. Mỗi lần mà về với Hòa Thành Tây Ninh thì chúng ta luôn nhớ đến một cái ông già rất là gân guốc, rất là đặc trưng của Nam Bộ, và ông người ta thường gọi là tác giả Thanh Hiền là ông Tư Lé. Thì ông Tư Lé là một cái ông già mà phải nói là trong cái cảm nhận của tôi đó là hết sức là khó chịu, khó tính, có thể nói là ba gai, nhưng mà ông khó tính trong cái nghệ thuật ca diễn, và một người rất là rành về âm nhạc tài tử. Nếu mà nói một trong một tác giả mà sở hữu cái vốn kiến thức về âm nhạc tài tử mà cặn kẽ thì Thanh Hiền là một trong những tác giả như vậy. Ông sáng tác rất là nhiều bài bản tài tử cho cái thế hệ sau chúng ta có thể tập ca, ví dụ như là bài Long An Nhớ Ơn Anh Hùng Liệt Sĩ Thương Binh theo thể điệu Ngũ Đối Thượng, bài Nhớ Anh Trỗi theo thể điệu Ngũ Đối Hạ, bài Cả Nước Bước Theo Anh theo thể điệu Long Đăng, bài Nụ Cười Của Đất theo thể điệu Long Ngâm, bài Tưởng Niệm Nguyễn Văn Trỗi theo thể điệu Tiểu Khúc, và bài Sàn Xê theo Nhân Tình Thế Thái. Ngoài ra thì dòng cổ nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16 cũng là một trong những thế mạnh sáng tác của tác giả Thanh Hiền. Có thể nói là cái ấn tượng về tác giả Thanh Hiền, ông Tư Lé trong tôi nó cũng rất là mạnh. Thì hôm nay chúng ta đã chia tay với người tác giả ở vùng đất Tây Ninh. Xin các bạn nếu có dịp nào nghe cái tác phẩm của tác giả Thanh Hiền, chúng ta dành một chút để tưởng nhớ tới soạn giả Thanh Hiền. Soạn giả Thanh Hiền lớn lên từ môi trường nghệ thuật cách mạng, và chất liệu sáng tác từ chiến khu đã cho ông nhiều cảm xúc để viết những bài ca cổ đi vào lòng người. Ông tên thật là Đỗ Văn Trượng, sinh năm 1942 tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Lúc nhỏ ông được gia đình cho học cả tiếng Pháp và tiếng Hán. Ngoài học chữ, ông còn yêu thích đờn ca tài tử. Ông học ca và sử dụng một số nhạc cụ như đờn kìm, đờn gáo, đờn guitar phím lõm, nhưng đờn kìm là sở trường. Năm 1960, ông đầu quân về đoàn dân công tỉnh Tây Ninh. Một năm sau, ông được đoàn nhân công giải phóng tiếp nhận và phân công làm trưởng ban cổ nhạc. Ông được cử đi học nhiều lớp và được học ở nhiều các cái vị giáo sư nổi tiếng như là Trần Bạch Đằng, tác giả Trần Hữu Trang. Sau khi lớp học kết thúc thì ông được phân công đi thực tế sáng tác và viết bài phản ánh chiến trường miền Nam cho Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Giải Phóng. Những bài giọng cổ tiêu biểu thời đó đều được phát trên Đài Phát Thanh Giải Phóng. Hầu hết các bài được nghệ sĩ ưu tú Thanh Hùng và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hoa thể hiện, như Em Bé Phú Riền, Vui Kháng Chiến, Gửi Bạn Khúc Tình Ca, Tiếng Sóng Biển Quê Hương, Xuân Vui Long An Tươi Màu Lá Mạ, Lá Thư Đường 4, Đường Ra Trận Hôm Nay. Ông viết khoảng 20 kịch bản cải lương đều được sử dụng trên các đài truyền hình, sân khấu, nhất là các Đài Phát Thanh Giải Phóng và Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những kịch bản cải lương tiêu biểu của ông như Lá Thư Cô Hiếu, Đám Cưới Cô Trầm, Vì Sao Anh Chưa Về, Tiếng Hát An Cơ, Chim Quyên Xuống Đất. Từ ngày về hưu thì tác giả Thanh Hiền vẫn là miệt mài sáng tác rất là nhiều bài ca giọng cổ cho sân khấu cải lương.
Trước khi qua đời, ông đã nhiều năm giữ cái chức vụ chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử của tỉnh Tây Ninh. Và có lẽ là những cái niềm vui mà lớn nhất của soạn giả Thanh Hiền là tài tử cải lương, đờn ca tài tử Nam Bộ đó được vinh danh là di sản văn hóa của thế giới do UNESCO công nhận. Từ nay chúng ta lại mất đi một cái cây đại thụ trong cái ngành nghề sáng tác của sân khấu cải lương. Và chúng ta hy vọng rằng cái những cái bài ca dòng cổ của soạn giả Thanh Hiền để lại sẽ được các bạn ngân nga suốt trong những năm tới. Xin kết thúc các clip ở đây. Xin các bạn nếu có ủng hộ kênh, xin một subscribe và chia sẻ cái clip này. Xin chào các bạn.